Này, cho tôi một phòng VIP qua đêm. Dạ, rất xin lỗi anh chị. Bên chúng em chỉ còn duy nhất một phòng thường thôi ạ. Cái gì? Cả cái khách sạn to đùng như thế này mà mày bảo hết phòng á? Thằng Danh kia, mày lừa tao đúng không? Dạ, em không dám lừa đâu ạ. Đúng là hôm nay bên em đông khách thật ạ. Thôi em, mình lên lấy phòng nghỉ tạm đi. Mai còn đi học sớm đấy. Không được. Em là trưởng phòng marketing của tập đoàn Kohino, lớn nhất nhì cả nước, mà lại phải ở một căn phòng tồi tàn xấu xí được à? Dạ thưa anh chị, là phòng vẫn đầy đủ tiện nghi, không đến nỗi xấu lắm, chỉ là bé đến phòng VIP một chút thôi ạ. Mày im mồm, tao cũng không biết hay sao mày còn phải dậy. Dạ. Hay là mày không muốn cho bọn tao thuê phòng chứ gì? Chắc là mày thấy bọn tao giàu có nên báo hết phòng để hết giá cao lên chứ gì? Mày bắt bọn tao phải trả giá cao mới được thuê đúng không? Dạ, em không có gì đấy thật ạ. Em bảo hết là hết, mong anh chị thông cảm giúp em ạ. Thông cảm gì cái loại mày, nhìn cái mặt mày đã không ưa nổi rồi. Vừa quê mùa xấu xí lại còn gian dối, cho tao gặp quản lý của mày đi. Thôi em, chết muộn lắm rồi đây này. Thôi lên phòng nghỉ tạm đi, không có thời gian đôi co với nó đâu. Nhưng mà cái thằng này nó láo. Rồi từ từ anh giải quyết sau, đưa chìa khóa cho tôi đi. Dạ đây. Mày nhớ cái mặt mày đấy. Chào em. Dạ, xin chào quý khách ạ. Không biết là anh muốn thuê phòng hay tìm gì ạ? À, anh thuê phòng. Dạ, rất tiếc thưa anh, hôm nay bên em lại hết sạch phòng mất rồi ạ. Sao xui xẻo thế này nhỉ? Anh đi vào giờ muộn như này, tìm phòng quanh khu này là rất là khó. Hôm nay anh với vợ anh đi công tác xa, để mai kịp giờ làm. Tài xế của anh hôm nay thì bị ốm, anh chủ quan đi quá, nên là anh lái thay. Nhưng mà đi đến đây thì đường sỏi đá quá, nên là xe bị thủng lốp mất rồi. Chết, thế chị nhà đâu rồi ạ? À, cô ấy đang ở xe, đợt khi nào anh thuê phòng xong thì mới vào. Thế để bây giờ em nhờ các anh bảo vệ kéo xe chị xuống hầm để tạm nhá. Thế sao được, xe ở đây mà anh không có phòng ở đây thì có vẻ không tiện lắm. Dạ thưa anh, thật ra thì vẫn còn một phòng trống ấy, tuy là nó không được đẹp đẽ lắm nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Nếu mà anh không chê thì để em dẫn anh lên xem thử ạ. À, thế cũng được, bây giờ anh với chị chỉ cần chỗ nghỉ ngơi thôi. Vâng, thế để bây giờ em ra nhờ các anh bảo vệ kéo xe anh chị xuống hầm rồi dẫn anh chị lên phòng nhá. Cảm ơn em. Dạ, phòng đây ạ. Cảm ơn cậu nhé. Dạ, vâng ạ. Chúc anh chị ngủ ngon ạ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Vâng ạ. May quá anh nhỉ? Ừ, đúng là trong cái rủi của cái may. Thôi, ở tạm đây được rồi. Đi vào đi em. Chào em. Anh thanh toán tiền phòng ấy. Dạ anh chị, phòng bao nhiêu ạ? Phòng... Dạ, em chào anh chị ạ. Anh chị dậy sớm thế ạ? À, bây giờ anh chị có việc phải đi gấp rồi. Em thanh toán tiền giúp anh nhá. Cái tiền phòng đấy anh chị cũng cần phải thanh toán đâu ạ, vì đấy là phòng của em mà. Chúc anh chị có một hành trình thuận lợi ạ. Ô, thế là cả đêm hôm qua em nằm ở đây để nhường phòng cho anh chị á? Dạ không sao đâu ạ, em cũng quen rồi. Cậu đúng là một người lễ tân tốt nhất tôi từng biết đấy. Cậu sẽ được báo đáp. Dạ không sao đâu, em chỉ làm việc đúng với lương tâm của mình thôi mà. Mà cậu có ý định làm công việc này lâu dài không? Dạ, em là sinh viên ngành quản lý kinh doanh, bây giờ đang là dịp thực tập cho nên là em xin vào đây làm lễ tân để làm quen với kinh doanh thôi ạ. Mà cậu tên gì? Dạ, em tên là Hải ạ. Này Hải, bây giờ tôi có việc phải đi rồi, tôi đi trước nhá. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn cậu. Vâng ạ. Vậy để em tiễn anh chị ra ngoài đợi taxi ạ. Chào anh ạ, anh cho em hỏi ở khách sạn này có ai tên là Hải không ạ? Dạ, tôi tên là Hải đấy ạ. Dạ, có người tặng quà cho anh ạ. Đây là sản phẩm mới nhất của tập đoàn Kohino đấy ạ. Anh còn chắc là tặng cho tôi không đấy? Dạ chắc ạ. Vậy tôi cảm ơn. Dạ vâng, em xin phép ạ.
đi đứng kiểu gì đấy, làm rớt đồ của tao như thế này. Hóa ra là cái thằng nhân viên láo tét à? Mày đến đây làm gì? Em đến tìm người muốn gặp em, mà chị là người bác của em trước mà. Mày làm rơi đồ của tao, giờ mày còn định cãi nữa à? Mày có biết ý, là cái chỗ hàng này đắt tiền như nào không? Mày có tiết kiệm cả năm trời cũng không mua nổi đâu. Chị đừng vu khống người khác như thế. Chị là người vả của em trước cơ mà, em không làm gì sai đâu. Ở đâu ra cái thằng danh con láo tét thế này? Mày cãi câu nữa ấy, có tin tao gọi bảo vệ đuổi thẳng cổ mày ra không? Chị cái gì? Mày đứng im đấy, để tao kiểm tra xem hàng hóa có hỏng hóc gì không. Trời ơi, hỏng hết cả rồi thế này. Mày có biết đây là sản phẩm mới của tập đoàn vừa mới ra mắt, sếp giao cho tao đi biếu các khách hàng VIP không hả? Em không biết ạ. Ở xe em vẫn còn một bộ như thế này, hay là để em ra lấy cho chị nhá. Đứng lại, không có đi đâu hết. Mày tính chuồn à? Cái loại khố rách áo ôm như mày thì lấy đâu ra sản phẩm mới của cô Hino mà đòi đem cho tao? Nói dối không biết ngượng mồm à? Em có thật mà. Tao không tin. Mày mau đem tiền đền cho tao, nếu không thì đừng có trách. Em làm gì có tiền ạ? Tao biết thừa, cái loại bần hèn như mày thì làm gì có tiền trong người. Mau gọi người nhà mày đến mang tiền đền cho tao. Vậy chị muốn bao nhiêu? 10 triệu. Cái gì? 10 triệu á? Trời, đến em không có, người nhà em làm sao mà có được chứ? Người nhà mày mà không có nổi 10 triệu á? Xem ra tao đánh giá mày cao quá rồi. Người nhà mày làm nghề gì? Làm ăn mày à? Hay là làm ăn xin mà không có nổi 10 triệu đấy? Hả? Này, chị nói gì tôi cũng được, nhưng mà đừng lôi bố mẹ tôi ra làm trò đùa cho chị. Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao và cái thằng lễ tân nghèo hèn này? Ở cái xã hội này không có tiền thì đừng có mà lên tiếng. Ok. Tôi không đôi co với cô nữa. Bây giờ cô muốn gì? Muốn gì thì tao nói rồi đấy. 10 triệu. Mau đền đi, không tao gọi bảo vệ vào lôi cổ mày ra đánh đấy. Chị có đáng nó vừa vừa thôi. Tôi đã không nói đến chuyện chị va phải tôi trước. Bây giờ chị cố tình đẩy tôi vào thế bí à? Tao như thế đấy. Mày làm gì được tao nào? Không có tiền ý, quỳ xuống xin lỗi. May ra tao còn tha cho. Tức sược, láo tét như thế, ai mà thương được? Chị đúng là khốn nạn thật mà. Mày dám láo với tao à? Hôm nay nhá, tao sẽ cho mày ăn đủ 100 cái tát để đền bù 10 triệu cho tao. Này cô Linh, sao cô lại to tiếng và xúc phạm cách thế hả? Em chào chủ tịch. Em chào chị ạ. Anh chị đang định ra ngoài ạ? Là anh chị ạ? Chào em. Anh xin lỗi vì việc xảy ra vừa rồi. Cô ấy có làm em hoảng sợ không? Dạ, em không sao đâu ạ. Anh chị, chuyện này là sao ạ? Tôi nói cho cô biết, kể từ hôm nay, cậu ấy chính là quản lý mà tôi bổ nhiệm đấy. Sao lại có chuyện như thế được ạ? Tại sao lại không được? Tôi đã có tìm hiểu về bằng cấp và năng lực của cậu ấy. Nhân tiện cậu ấy vừa tốt nghiệp nên tôi mời cậu ấy về đây làm việc luôn. Nhưng mà em đang đảm nhận vị trí quản lý, và làm rất tốt mà. Đúng, năng lực của cô rất tốt, nhưng đạo đức của cô vô cùng tệ hại. Một công ty luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng của mình, không thể nào có một người quản lý luôn xem thường người khác như cô được. Từ ngày mai, cậu ấy sẽ thay thế vị trí này. Cô có ý kiến gì không? Thì ra là thế ạ. Thật ra nãy giờ chúng em chỉ đang trao đổi về công việc thôi ạ. Cô thôi đi. Chúng tôi sợ cậu ấy không biết đường, nên tôi và vợ tôi xuống đây để đón cậu ấy. Và tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện rồi. Em không biết anh Hải đây lại do đích thân anh bổ nhiệm làm quản lý nên em mới làm vậy ạ. Chứ nếu em mà biết thì có cho em ăn gan hùm em cũng không dám đâu ạ. Tôi đang nói về cách cư xử của cô với người khác, rất là thô lỗ và hành động thiếu văn hóa. Nếu như chúng tôi không xuất hiện ở đây, cô vẫn tiếp tục đòi tiền cậu ấy đúng không? Dạ em. Cô còn muốn cãi gì nữa à?
cho em xin lỗi. Anh giúp em nói đỡ với chủ tịch một câu đi ạ. Nếu mà em mà mất việc lần này thì em chết mất. Cô thôi đi, cô không cảm thấy xấu hổ mà đi xin người khác nói hộ cho mình à? Dạ, em biết em sai. Em xin anh chị hãy cho em một cơ hội để sửa đổi được không ạ? Không còn một cơ hội nào hết. Từ ngày mai, cô chính thức bị đuổi việc. Mà tôi nói cho cô biết, để cô chuẩn bị tâm lý. Một khi cô đã bị đuổi khỏi Kohino, thì cô không còn một cơ hội nào để vào những tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Việt Nam nữa đâu. Anh... Chị nói giúp em một câu đi ạ. Em biết là trước giờ chị đều luôn giúp đỡ em. Em xin chị hãy giúp đỡ em nốt một lần cuối này thôi. Em là phụ nữ thì làm sao có thể làm công việc chân tay được ạ? Cô Linh này, là phụ nữ với nhau nên tôi muốn khuyên cô một điều thôi. Nếu cái tâm của cô tốt ý, thì tự khắc những điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Vì vậy, bây giờ nếu muốn cải thiện bản thân mình ý, thì cô phải thay đổi đi và trở thành người tốt hơn. Tôi chỉ khuyên cô như vậy thôi. Điều tốt nhất với cô bây giờ ấy là cô hãy đi. Đừng khiến cho chồng tôi phải nổi giận. Dạ, em đi ạ. Ôi, hóa ra anh là chủ tịch của Kohino, còn chị đây là vợ của chủ tịch ạ? Đúng vậy, anh tên Đức. Còn đây là Lan Anh, vợ của anh. Em thật không thể tin được. Anh vẫn nhớ cái buổi tối hôm đấy, em đã giúp đỡ vợ chồng anh. Anh luôn áy náy trong người và muốn tìm cách để trả ơn em. Thì thật là may mắn, đợt này em tốt nghiệp, vì thế anh muốn giao vị trí quản lý này cho em. Ôi, em cũng nằm mơ không tin được là mình được như thế này đâu ạ. Em đừng nói thế mà, anh Đức anh ấy đã bảo nhất định em sẽ được đền đáp mà. Với lại, em là một người có năng lực mà, anh đã tìm hiểu kỹ rồi, cố gắng lên nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ, nhất định em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Và thôi, vào công ty đã, anh sẽ cho người hướng dẫn em, đi. Vâng ạ.